Rồi hello anh em ha. Anh em lên con Huayna 266 FB nha anh em. Dắt này cũng sụp tối vậy ha. Nên bật đèn LED quay luôn nha anh em. Con này như mấy thùng nha anh em. Đúng đời 266 FB nha. Để FB này là tay nhựa nha anh em. Tay cầm này bằng nhựa nha. Tay chứa bình xăng là nhựa nha, chứ không phải là nhôm luôn nha anh em. Cái mã nó là nha anh em. Huayna 266 8240466 Made in Sweden. Anh em coi mặt tiền nè anh em. Ui ôi. Mặt tiền này chưa chốc sơn luôn nè, đẳng cấp nha. Chưa chốc sơn luôn. Hiện tại đang đi lam này lam trượt nha anh em. Lam này là 5 tấc nha. Anh em có thể kéo từ lam 1 mét đổ lại nha anh em. Tại vì nó là 50 ly nha, 50 ly 66 cc nha, mạnh hơn 353 nha anh em. Đúng để SP nha. Con này là em khẳng định với anh em là chạy bền hơn 365 nhiều anh em. Nó mạnh hơn 365, mạnh hơn 365 luôn nha. Nó 66 cc nha. Nòng bê tông là 50 ly, còn thằng 365 thì nó chỉ có là 48 ly thôi. Và con này là đời này nó chạy bền hơn nhiều, nó chính hãng của Thụy Điển anh em. Chính hãng Thụy Điển ha, bãi Nhật về nha. Bền hơn rất là nhiều anh em, nòng đứng xạy sê anh em chứ không phải mấy con cổ cổ luôn anh em. Rồi, bên nắp lam thì nó có chày chỗ này anh em, nó chày nó chóc nước sơn chỗ này nha. Chứ không bể không dở chỗ nào hết nha anh em. Rồi anh em nào cần thì alo em ha, con 266 hàng VIP này thì alo em ha. Máy này anh em về khai thác là đảm bảo anh em luôn nha. Em bán ra thì em bảo hành động cơ cho anh em là 12 tháng anh em, là 1 năm nha. Bảo hành điện cho anh em là 3 tháng nha. Rồi anh em cần thì alo ha. Con này chứ mới gửi dầu thôi anh em, chưa có chùi dầu sơ sơ thôi, chưa có làm đụng chạm hết nha. Mình rảnh về sau là vậy nha. Rồi anh em nghe cảm nhận cái ganti với cái cuối của nó nha anh em. Ganti là điểm từ vòng nha. Rồi nổ máy lên giùm anh cái. Rồi anh em nghe ganti nha. Này em để lên cái bàn ngủ rồi anh em. Ganti là em để tay em vô còn xích luôn, nó cũng không chơi nè anh em, không chơi xích miếng nào nha. Rồi nghe con đây. Rồi anh em nào cần thì alo em ha. Con này em bán 4 triệu đúng anh em. 4 triệu nha. Anh em nào chốt máy thì cọc trước cho em vài xị em gửi hàng nha.